chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125i 2022, nâng cấp một cái dàn chân Billis gây mê người xem. Câu chuyện hôm nay chúng ta hãy lấy nhân vật chính là cái chiếc quay 125i, cái đời mới với một cái tâm màu trắng yên đỏ, phối cùng với cái mâm cam và cái phục vàng rất là bật. Nghe qua thấy màu sắc của nó là hơi lung linh đúng không các chế? Nhưng đừng vội vàng đánh giá, hãy xem trong clip hôm nay. Đây chính là một cái tổng thể chiếc xe, các bạn đã thấy cái cách phối màu tuy có hơi nhiều màu nhưng vẫn rất hợp lý và làm nền cho những nét đẹp riêng của con xe. Phần dưới áo kỳ phun bóng sẽ là gam màu trắng phối cùng với bột yên và một quả chi tiết đỏ tươi. Phía trước phần đầu chỉ có một cái chiếc rổ màu đen cùng màu với phần cản sau để tạo một cái điểm nhấn cho nó đồng điệu với tông màu ở phần động cơ. Tiếp đến phần đầu xe, một cái sự đơn giản khi chúng ta đang thấy cái bao tay thì được giữ nguyên không gì thay đổi, hướng tới cái gù của carbon cùng với chất liệu là phần ốp đầu của con xe. Tay thắng hướng tới là cái dòng của Rainbow Coaster Costa mà chiếc quay này đang sở hữu, có piston là 19mm, nó rất là to, như lực phanh của nó mạnh mẽ và cần có ngay để chúng ta điều tiết. Cái dàn chân một cốt cùng một giá trị kinh phí lên tới là hơn 15 triệu, bao gồm một cái con heo của Rainbow Blitz 2 bit tái xứng cùng giờ phần đĩa thắng của Raptex. Tất cả được cố định một cách rất là kỹ thuật và đơn giản nhất khi được lắp đặt trên con xe này. Chúng ta thấy thêm một vài chi tiết được xi nhan lại như cần số, ốc. Ngoài ra còn có phần ốp đùa già ngay ở phần các chân cũng được làm carbon cùng chất liệu với phần ốp phần đầu mà chúng ta đã nói ở bên trên. Tiếp đến nhìn ở đây chúng ta thấy được cái cần đặt máy, cái cần thắng được xi trắng rất là tinh tế, trong khi phần combo lực của Titan một lựa chọn rất dễ dàng. Và cái mẫu này là nó dạng thòng rất đơn giản, lên màu theo cái size là over của Nhật Bản. Chúng ta hãy thấy từng cốc nhỏ nhất ở con xe, kể cả luồng cái phát tân sên cũng được gia công rất là chỉnh chu, kết hợp cùng với bộ cấp chống chày trên xiếc phần cốt bánh. Cái càng thắng lực của Takawa dài phối hợp cùng với núm đen đổ là cột inox. Trong khi cái giảm sắp chiếc xe đen sủ đến từ hãng Holin, phiên bản là bình dầu liền đi kèm hai núm tăng chỉnh. Cái mẫu này là dành cho Minh Khi, được độ chế lại là tận dụng được cho feature quay vân rất hiệu quả. Theo như mình đánh giá, nhiều anh em chơi cái dòng Holin có cơ lực nhúng nó im hơn, nhẹ nhàng hơn so với cái bản Holin dành cho những chiếc Future. Cái cặp mâm là cái dòng CNC nguyên khối cho là X-Order sản xuất, dành riêng cho một vài dòng xe phổ thông với cái cấu hình là phanh đĩa trước, phanh sau đùm, dành cho những dòng Future hoặc là quay tận dụng cũng rất là ok. Cuối cùng chính là cái biển số rất là dễ thương. Quisby 110 phục dựng cực đẹp, pha trộn những nét cổ điển và những món đồ chơi giá trị. Cái chiếc con đặt Quisby 110, một cái dòng tay ga sống cho mình động cơ có 110cc thôi, không mạnh lắm, không hầm hổ lắm, nhưng với thiết kế cổ điển nhẹ nhàng cùng với cái style kia đông trần vẫn là một mẫu xe có một cái sức hút trong mắt những nam thanh nữ tú. Mở đầu chúng ta thấy được cái sự thay đổi bằng cái cụm thắng của Rainbow Coaster Costa để kiểm soát được phanh tốc hơn cho con chiến mã. Đi cùng với đó là phần tay thắng bình dầu của Titan, nó xinh xắn mà cùng phần ốc chi nằm nó bật trên nét tổng thể dạng áo đen mờ của con xe. Cái sự quen thuộc tiếp theo không thể thiếu đó chính là phần tay thắng tiếp em, đi cùng với cụm bên trong của hãng Domino, đem đến cái sự tinh tế trong từng nét thiết kế và hiệu năng chống gãy cũng được tăng cường. Cái phần dây ga ở bên phải được cố định gọn gàng với nhau bằng phát kẹp dây ga CNC đến từ Active. Phần chân kính chiếc xe tận dụng là của dòng Raceboy, bắt gù của người chủ đã minh lại đúng ngay vị trí bắt kính cho những dòng là phổ thông vừa gọn vừa đậm. Độc đáo hơn chi dựng ở đó, dàn chân còn rất nhiều món đồ chơi xịn sò. Chúng ta thấy phần đĩa thắng của Rainbow Oversight được bắt trên cái mâm power thông qua dòng CNC, cố định bằng ốc xe già, heo là của Billis 2 bit, Angel Heo cũng là những món đồ chơi hàng thương hiệu. Riêng cái phần heo dầu, một hiệu đến từ Accosto cũng rất là tiếng đến từ những ý. Chúng ta thấy bộ mâm power cùng với cái van bột của Raceboy đi cùng với dàn ốc xe già trang trí nhỏ xung quanh chiếc xe rất là tinh tế. Và cuối cùng không thiếu là phục Holin bình dầu liền nằm trên, dành cho cái dòng lọc vòi đầu đích sử dụng, trị giá khoảng hơn 7 triệu. Bơi qua luôn cho cái chiếc Sonic, bơi qua luôn cho phiên bản là Quisby 110 cũng khá là đẹp. Một điều đáng tiếc là cái phần bình dầu đã bị ẩn ở bên dưới dàn áo của con xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhấn like, share, subscribe.